Ngày 12 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát tiếp nhận 77 công dân Việt Nam do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Battambang, Campuchia phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia đưa về nước qua cửa khẩu quốc tế Sa Mát. Số công dân được trao trả về nước lần này là do Tổng lãnh sự quán tại Battambang phối hợp với chính quyền các tỉnh Odabiche và Siem Reap hỗ trợ giải cứu là nạn nhân bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino và tụ điểm đánh bạc trực tuyến trú đóng trên địa bàn hai tỉnh trong thời gian gần đây. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát phối hợp cùng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Tây Ninh tổ chức sàng lọc điều tra, xác minh nhân thân lai lịch của từng người trước khi trả họ về địa phương. Được biết, 77 công dân được trao trả về nước lần này có 16 nữ, 51 nam, có hộ khẩu thường trú tại 40 tỉnh thành trong cả nước. Phần lớn trong số họ trước đây lên mạng xã hội tìm việc làm và đều dính bẫy việc nhẹ lương cao. Chỉ có số ít sang Campuchia làm thuê tại các nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn.